cháu ghi bản vẽ mới 99%, giá 15 triệu đồng. Cái gì cơ? 15 triệu á? Ừ. Cửa hàng ở anh vẫn còn ở đây cơ mà. Anh uy tín lắm, yên tâm đi nhé. Mà làm nhiều của tao đâu mày ơi. Làm sao? Nhưng chúng mày mà không nôn tiền ra đây ấy, thì đừng bước ra khỏi cái nhà này. Mà quần đã vết sẵn à? Biết tao rủ đi mua điện thoại của tao đúng không? Để đi mua với tao đi. Điện thoại gì? Mày có điện thoại rồi đấy. Con đã hiểm lắm rồi. Cho đứa em ở quê nó lên cấp 3 rồi, nó cũng cần dùng điện thoại. Tao mua cái mới. Mà mày định mua điện thoại gì? Ở đâu? 12 Pro Max. Cái gì? 12 Pro Max? Ừ. Cướp ngân hàng đây sao lắm tiền thế? Tao nói cho mày bí mật đấy nhá. Lúc sáng tôi nhắn tin cho mình cái page ở trên mạng ý, 12 Pro Max bản Mỹ mới 99% mà có 15 triệu thôi. Không thể nào, mới 99% mà lại còn bản Mỹ nữa, phải gần 30 củ đấy. Này, mày đừng có ham rẻ nhá. Không phải, là điện thoại cũ người ta bán lại thôi, không phải là mới. Nhưng mà người ta bảo là tại họ cắm điện thoại với nhiều ấy, nên bán rẻ lại cho tao. Không thể như thế được, nếu có cắm lại mới 99% 100% bây giờ cũng phải hơn 20 rồi. Này, tao nói cho mày biết nhá, cẩn thận là bị lừa đấy. Mày đang nghi vừa thôi. Tao thấy comment này với cả người ta đặt hàng ở cái page thấy nhiều lắm, không phải lo đâu. Những cái đấy có thể mua được, hoặc là nick ảo đặt ra cũng được. Mày cứ ham rẻ thôi. Thế giúp cuộc mày có đi cùng tao không? Nhưng mà tí nữa tao cũng bận rồi. Cái đồ đấy nó chỉ có một cái thôi, không mua thằng khác nó cướp mất ngay. Mày không đi tao đi một mình. Ơn nạn ghê. Thu, đừng có ham rẻ. Này, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Em đến mua điện thoại à? Vâng, lúc sáng em còn nhắn tin cho anh qua Tết nhỉ. Thu đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, anh nhớ rồi. Em có bảo anh để cho điện thoại em không nhớ không ạ? Đây, đã hẹn khách rồi thì là phải uy tín chứ. Anh mà bán mất thì ai còn để mua nữa hả em? Dạ. Không nhận là điện thoại nhà anh. Điện thoại cũ phải như mới anh nhỉ? Em kiểm tra một tí nhá. Em cứ kiểm tra máy đi. Check email các thứ nhá. Quá buồn cười thế này. Có wifi sẵn rồi đấy. Dạ vâng ạ. Để em gọi thử nhá. Tiếng chẳng bắt luôn. Anh bảo anh bán điện thoại này bao nhiêu tiền nha? Ờ, như anh trao đổi với em đấy. Dạ. Cái này là 12 Pro Max 256. Dạ. Bạn là gì? Anh bán với giá là 15 triệu. 15 triệu nhá. Anh thấy luôn cho anh ạ. Em để luôn con này ạ. Ờ, anh nhận được điện thoại anh chuyển sang. À, gửi đây. Dạ. À, 0711. Thôi anh gửi. Để anh tháo sim nhá. Dạ vâng, em đi điện thoại đây được không? À ừ. Alo, tao đến cửa hàng rồi. Điện thoại bản Mỹ, tao kiểm tra hết rồi, hàng xịn luôn, tao có rẻ thôi chứ. Tao lấy luôn rồi, chờ một tí nhá, về tao khao bé lẩu. Dạ, anh ơi, anh ơi, ấn cho em một số tài khoản mình nhá. Ờ. Em ấn chuyển đi. Dạ. À, được rồi đấy. Anh cảm ơn giúp em đấy ạ. Ờ, ok. Mời em đây. Dạ vâng, em xin ạ. À. Em cảm ơn anh em về nhá. Ờ, ok. Dạ. Alo. Chiều chuyển cho tao ít điện thoại 12 Pro Max. Số này là bán hết rồi đấy. À, ok. Thôi, ngồi đây mà chờ con Thu nó về. Nó vừa gọi điện cho tao, nó bảo là nó mua được điện thoại rồi.
tối nay nó không ăn lẩu. Tao phải nghĩ xem là con ăn gì nhở. Đây đây là em gì ơi. Ủa, em gì vừa nhắc tào tháo về luôn. Có các bạn Lâm ở đây à? Ừ. Xin giới thiệu các bạn nhé. Đây chiếc iPhone 12 Pro Max 256GB bản Mỹ mới 99%, giá 15 triệu đồng. Cái gì cơ? 15 triệu á? Ừ. Lắc mắt chưa? Ghen tị với tao không? Ôi giời ơi, iPhone 12 Pro Max bản 256GB dùng hệ điều hành Android. Nhìn thấy cái chữ CH Play to đúng không? Ôi giời ơi, không thể nào là Android được. Tao kiểm tra rõ ràng ở quán cơ mà. Mày có chắc chắn là mày đã kiểm tra thật kỹ lưỡng không? Tao kiểm tra kỹ lắm rồi. Tao check email này, check mã số ở trên mạng này. Trời ơi, làm sao mà như thế được nhỉ? Nhìn mà tao ngu mức độ như thế không? Có mà mày có ngu nhá. Thôi, cái vấn đề là lúc nó kiểm tra, nó check được mạng email, vậy mà về nhà lại là hệ điều hành Android. Đúng rồi, tao gọi vào điện thoại của tao để kiểm tra qua điện thoại nữa cơ mà. Danh sách của bọn không có số của tao. Sao không có số của tao được? Thế là dở rồi. Mày làm điều của tao đâu mà mày ơi. Làm sao bây giờ? Tao chưa biết xem. Tao thấy cuộc gọi là đi này. Mày xem. Đúng là số của nó rồi. Thế vậy chỉ có thể là điện thoại của mày bị đánh cháo. Làm sao mà đánh cháo được? Tao đứng trước mặt ông ấy. Thôi anh ơi. Để anh tháo sim nhá. Dạ vâng, em đi điện thoại đây được nhá. Ừ. Alo. Tao đến cửa hàng rồi. Điện thoại bằng Mỹ. Tao kiểm tra hết rồi, tháo sim luôn. Mà tại mày. Tất cả là tại mày. Cái gì? Sao lại tại tao? Lúc đấy tao mới gọi điện cho tao làm gì? Tao không để ý đến ông ấy. Ông ấy mới đánh cháo điện thoại của tao đấy. Thì là tao chỉ quan tâm mày. Thì tao xem là mày đã mua được điện thoại hay chưa thì tao gọi điện thế thôi, làm sao mà tao biết được. Bao nhiêu lúc cũng gọi cho tôi, mày gọi lúc đấy anh gì? Ôi, bây giờ ấy, quan trọng là phải nghĩ ra cách giải quyết cho nó đi. Chứ mày ăn dằm nằm dề với nó ấy, khó ở lắm. Bây giờ mày làm kiểu của tao, mày tháo lồng ấy. Thôi được rồi, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày, được chưa? Được gì? Chào anh ạ. À, hai người đến điện thoại ạ? Dạ vâng, em có nhắn tin trên fanpage cho anh rồi đây ạ. À, trang AB đúng không? Dạ vâng ạ, đúng rồi. À, đây. Nghe nói bán điện thoại rẻ quá, nên là em phải nhắn tin luôn lên fanpage để làm ngay ạ. Em kiểm tra đi, iPhone 12 Pro Max, hàng ở Mỹ đấy. Dạ. Với giá 15 triệu. Rẻ thế thôi ạ. Ừ, thì anh trao đổi với em rồi đấy. Em cũng kiểm tra máy, rồi email. Wi-Fi là anh cài sẵn rồi đấy. Công nhận là máy rẻ thật đấy anh ạ. Trên thị trường bây giờ gần hơn 30 triệu, 40 triệu thôi. Là rất khó để mua. Thực ra thì những máy này bọn nó chơi bời, bọn nó cắp, xong không chuộc. Thế nên anh hành lý mà. Ôi, công nhận là rẻ quá. Thế thì anh cho em có cái điện thoại này nhá. À, thì 15 triệu đấy. Em có thể là đưa tiền mặt và chuyển khoản cho anh. Vâng, anh... Cho một thêm. Rồi, để anh tháo sim. Dạ vâng ạ. Nhận là điện thoại sửa thật đấy. Anh tháo sim rồi đấy. Để anh gói lại hai đứa nhé. Anh ơi, cho em kiểm tra lại máy một tí nhá. Thôi, không cần kiểm tra đâu. Kiểm tra suốt từ nãy đến giờ rồi. Cửa hàng ở anh vẫn còn ở đây cơ mà. Anh uy tín lắm, yên tâm đi nhá. Anh ơi, nhưng mà hồi nãy em quên chưa kiểm tra camera. Em sợ là nó bị chấm đen hay là nó chụp ảnh nó không được đẹp ấy. À không, yên tâm đi. Anh bán hàng nó uy tín mà, không làm sao đâu nhá. Đây anh gói cho nhanh. Đây. Việc gì mà anh phải sốt sắng. Nếu như mà đã làm ăn chân chính lương thiện ấy thì việc gì phải sợ. Quay ngay không sợ chết đứng cơ mà. Tôi nói để cho anh biết, mọi hành vi lừa đảo của anh ấy đã bị tôi phát hiện ra. Em buồn cười nhỉ? Cửa hàng anh còn nguyên đây, máy em kiểm tra rồi. Em bảo là hàng chính hãng, hàng chất lượng. Thế em lại bảo anh lừa như thế nào?
Đúng. Lúc đầu chiếc điện thoại anh đưa cho tôi là chiếc điện thoại xịn, nhưng mà lợi dụng là anh bảo mình lên SIM, sau đó anh trả nó, đúng không? Wow, iPhone 12 Pro Max mà lại dùng hệ điều hành Android. Android thế nào? Mấy này nó vừa kiểm tra nó bảo là hàng chính hãng, hàng xịn. Này, cửa hàng ở đây không dễ là để chúng mày lừa đâu nhá. Chúng mày tráo đổi đâu, chúng mày lại đổ thừa. Mở to cái mắt ra mà nhìn, xem có phải là hệ điều hành Android không? Này, tao không biết chúng mày tráo lúc nào nhá, nhưng chúng mày mà không nôn tiền ra đây ấy, thì đừng bước ra khỏi cái nhà này. Sợ quá. Anh nói là anh không cháo đúng không? Được rồi. Bạn tôi đã quay lại tất cả toàn bộ cuộc hội thoại từ đầu đến giờ, cả hành vi cháo máy của anh nữa. Lần này thì anh không thoát được đâu. Mày chỉ với lần này thôi, tôi có đủ tống anh vào tù rồi. Này nhá, chúng mày đừng giả bộ nhá. Camera của tao ghi lại hết rồi đấy. Chúng mày mà lừa đảo, tao bảo công an vô cổ chúng mày lại. Thế anh có dám trách cam ngay tại đây xem là có phải là anh không cháo điện thoại không? Vẫn còn cố tình cãi đúng không? Được rồi, một nhân chứng tôi sẽ tố cáo tội ác của anh đấy. Sao? Có nhận ra đây là ai không? Đây chính là người mà bị anh lừa sáng nay đấy. Thí ha, những người tưởng mua được điện thoại xịn, nhưng hóa ra chỉ là hàng kiểu hàng fake. Anh còn gì để chối cãi nữa không? Chị ạ, bỏ camera ra đã thì bỏ quay đã rồi tính nhá, rồi tính thương lượng. Anh đi giải quyết thế nào? Để camera cho mọi người. Theo anh thế này, xóa cho anh bên clip, xong thì anh sẽ trả lại tiền. Không đơn giản như thế đâu. Anh tưởng tôi là trẻ lên bang để dễ lừa đến như thế à? Thì nói cho anh biết, việc anh lừa đảo tôi thì tôi có thể tha thứ, nhưng tôi quyết không tha thứ việc anh lừa đảo người khác, lợi dụng lòng tin của họ để trục lợi cho bản thân. Tôi và Thu không phải là người đầu tiên mà anh lừa đâu, mà đã có rất nhiều người rồi. Tang chứng vật chứng tụi đã có cả, anh còn gì để chối cãi được không? Cứng họng rồi có đúng không? Tôi cũng đã báo công an rồi, muốn giải thích ý, thì lên phường mà trình bày. Các bạn ạ, không phải tự nhiên mà ông cha ta có câu của rẻ là của ôi đâu. Và tất nhiên, không phải của rẻ thì sẽ là đồ kém chất lượng hay là đồ không tốt. Qua câu chuyện, tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn phải luôn đề phòng, cảnh giác, soi xét kỹ sự việc trước khi đưa ra quyết định của mình nhé. Tôi là Trang, hãy theo dõi tôi sẽ giúp bạn tránh xa nguy hiểm. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. I let these empty streets and hide within the shadows. You think I'm low, but you don't know, no, no, how low I'll go. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'ma take it, take it.